Giao thông vận tải tại địa phương. Họ những người thầm lặng luôn bám sát có mặt trên từng cây số đường bộ, từng tuyến kênh sông để can thiệp ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm hành lang đường bộ, luồng chạy tàu gây mất an toàn giao thông. Những người lúc nào cũng có mặt và sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ điều tiết, khống chế, phân luồng, chống ùn tắc giao thông dù là ngày hay đêm, trời mưa hay nắng gắt. Luôn quan tâm và dõi theo những điều kiện an toàn trên từng chiếc xe, phương tiện vận tải thủy nội địa, từng bến đò với những chiếc đò hoạt động chở khách ngang sông, đảm bảo hoạt động vận tải luôn trật tự, quy tắc, chuẩn tắc, an toàn giao thông và đúng với pháp luật. Trong video clip đầu tiên, chúng tôi thực hiện hành trình về địa bàn huyện Châu Phú, nơi có đội thanh tra giao thông số 4 đang làm nhiệm vụ. Tại đây chúng tôi có dịp theo các thanh tra viên đi tuần tra kiểm tra trên một số đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ 91, chứng kiến và ghi lại hình ảnh các anh đang kiểm tra nhắc nhở các đơn vị thi công chấp hành nghiêm các phương án đảm bảo an toàn trong thi công đường bộ đang khai thác. Việc lắp dựng biển báo hiệu hướng dẫn giao thông, tổ chức phân công người ứng trực điều tiết phương tiện tham gia giao thông qua các đoạn đường đang thi công. Hoạt động thanh tra kiểm tra thường kỳ bến đò ngang Thanh Bình, kiểm tra và lập biên bản hành vi xe khách, xe tải dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở và nguy hiểm cho hoạt động giao thông công cộng. Trở về văn phòng đội thanh tra giao thông số 4, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Phạm Minh Tiền, đội trưởng phụ trách đội thanh tra giao thông số 4 về hoạt động công việc của thanh tra viên trên địa bàn huyện Châu Phú trong thời gian qua và những nhiệm vụ phương hướng hoạt động của đội trong thời gian tới. Các bạn thân mến, lồng ghép với những hình ảnh và ý kiến của ông Phạm Minh Tiền, đội trưởng đội thanh tra giao thông số 4 là những đoạn video clip với những cảnh quay thực tế. Mời các bạn cùng xem để có thể tiếp cận và hiểu hơn nữa về lực lượng thanh tra giao thông. Hãy chia sẻ những khó khăn trong công việc thường ngày của họ các bạn nhé. Địa bàn huyện Châu Phú thì có tuyến quốc lộ 91 đi qua dài 33 km, có hai tuyến đường tỉnh 945 và đường tỉnh 947, thì mỗi tuyến dài 25 km, còn lại là các tuyến đường giao thông đường huyện và đường xã. Toàn địa bàn thì có 21 bến khách ngang sông và trên địa bàn thì có một hợp tác xã vận tải và một cái doanh nghiệp hoạt động vận tải khách trên địa bàn. Thì trong 6 tháng đầu năm 2016 thì đội thanh tra giao thông số 4 đã thực hiện tốt công tác tham mưu đối với thường trực ban an toàn giao thông, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo thanh tra sở trong việc triển khai cho các xã thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang đường bộ trên các tuyến đường quốc lộ và đường tỉnh. Cụ thể thì trên tuyến quốc lộ 91 thì chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền cho 1.206 lượt người sử dụng công trình giao thông và tham gia giao thông vận tải trong việc sử dụng công trình giao thông. Đồng thời cũng đã hỗ trợ cho các xã trong công tác là lập biên bản xử lý các nhà công trình lấn chiếm hành lang đường bộ. Và qua công tác thanh tra cũng đã tiến hành là kiến nghị do cơ quan quản lý đường bộ của Trung ương là tiến hành duy tu sửa chữa các công trình giao thông, các hệ thống biển báo đã xuống cấp mất tác dụng trên tuyến đường tỉnh 45
và đường tỉnh 947 thì đã tiến hành lập biên bản là bàn giao lại cho địa phương xử lý một trường hợp đào đường tại xã Vĩnh Thanh Trung, một trường hợp là cắt nhà lấn chiếm hành lang đường bộ tại xã Thạnh Mỹ Tây, và đồng thời chúng tôi cũng đã tiến hành lập biên bản hai trường hợp đối với cây xanh là thi công công trình nút đấu nối ra đường tỉnh 945 không đúng quy định trong giấy phép thi công. Cái thứ hai là trong thời gian vừa qua trên địa bàn thì có 3 đơn vị thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Trên tuyến quốc lộ 91 thì có 2 đơn vị, một cái đơn vị thi công đặt cống thoát dòng tại km 97 và một đơn vị thi công là khoan đường tại 3 địa điểm km 90, 91 và km 97, và một cái đơn vị thi công là cống kinh 12, cống kinh 8 trên đường DT 947. Thì qua đó chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thi công như là phải bố trí rào chắn, cọc tiêu di động, bố trí người hướng dẫn trực tiếp giao thông, bố trí biển báo hai đầu công trình và ban đêm phải đặt đèn quay cảnh giới để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. Qua công tác nhắc nhở của thanh tra giao thông thì các đơn vị thi công đã chấp hành nghiêm theo quy định của cơ quan thanh tra giao thông. Chúng tôi cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử lý một trường hợp là thi công khoan đường giao thông trên tuyến quốc lộ 91 không đúng quy định trong giấy phép. Cái thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2016, xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ và duy trì siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện đối với mục tiêu tính mạng con người là trên hết, thì đội đã tăng cường công tác kiểm soát là đối với phương tiện là quá tải trọng cầu đường, quá tải trọng thiết kế của xe bằng căng sách tay. Thì qua công tác kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính là 102 trường hợp vi phạm và chuyển cho cơ quan thanh tra sở ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và thu qua kho bạc nhà nước với số tiền xử phạt là 332 triệu đồng. Cái thứ hai là trong lĩnh vực đường thủy nội địa đó, thì trong 6 tháng đầu năm thì cũng đã tiến hành là nhắc nhở 304 lượt chủ phương tiện, chủ khai thác và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa. Cụ thể là phải bố trí người điều khiển phải có bằng thuyền trưởng, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn đúng theo quy định, phương tiện phải có đăng ký đăng kiểm và phải trang bị đủ cái dụng cụ là phao áo và dụng cụ nổi cứu sinh để đảm bảo an toàn cho người và cái phương tiện khi qua lại trên đò. Cái vấn đề kế tiếp đó là chúng tôi thực hiện cái công tác phối hợp liên ngành để vừa một mặt là lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè và quản lý xây dựng trên địa bàn theo kế hoạch 19 của Ủy ban nhân dân huyện. Thì trong tháng qua đã tiến hành hỗ trợ cho địa phương là giải tỏa 519 trường hợp lấn chiếm, đồng thời là phát quang 1792 cây xanh các loại che khuất tầm nhìn của người điều khiển và người tham gia giao thông. Và mặt khác thì cũng đã thực hiện tốt cái chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh và tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện là bố trí lực lượng trực điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Châu Phú như là Hà Nẵng Gù, khu sạt lở xã Bình Mỹ và khu vực nội ô huyện Cái Dầu. Là qua thời gian điều tiết, kể cả là trong cái vấn đề trong cái cao điểm lễ hội với bà chứng xứ núi Sam thì trên địa bàn đã không có ùn tắc giao thông xảy ra, cơ bản đảm bảo tốt giao thông cho phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Về cái phương hướng tới thì để đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thì đội thanh tra giao thông số 4 sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho thường trực ban an toàn giao thông huyện, ủy ban nhân dân huyện cũng như lãnh đạo thanh tra sở triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Cái thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền là để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Cụ thể là tuyên truyền cái nghị định 132 là quy định xử phạt về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa là thay thế cho nghị định 93, tuyên truyền cái nghị định 46/2016 là thay thế cho nghị định 101 và nghị định 107 của chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt, tuyên truyền cái nghị định 11 và cái thông tư 50 để nâng cao nhận thức cho người dân là có ý thức chấp hành trong việc tham gia giao thông và sử dụng công trình giao thông. Cái thứ hai là tham mưu cho thường trực ban an toàn giao thông huyện và ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền cái nghị định số 100 và hướng dẫn cho ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu
trong việc là quản lý và sử dụng cái vỉa hè làm sao cho nó đảm bảo được an toàn giao thông, tránh đi cái ùn tắc giao thông xảy ra tại khu vực này. Đồng thời qua đó thì cũng thực hiện tốt cái công tác là tuyên truyền vận động đối với người dân là trong việc là sử dụng lòng đường, lề đường để che rạp đám cưới là gây mất an toàn giao thông, có thể xảy ra tai nạn giao thông. Cái thứ ba là kiểm tra chặt chẽ các công trình thi công trên đường bộ đang khai thác, kịp thời nhắc nhở các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những công trình đã được nhắc nhở nhưng không khắc phục vi phạm gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Cái thứ tư là đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, tiếp tục thực hiện chủ đề của năm an toàn năm giao thông năm 2016, thực hiện nghiêm công tác xử lý vi phạm đối với hành vi chở quá tải trọng thiết kế của xe, quá tải trọng của cầu, của đường và xử lý các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời cũng căn cứ vào nghị định 86/2014 của Chính phủ là tiếp tục tuyên truyền đối với cho tổ chức và cá nhân là tham gia kinh doanh vận tải là phải gắn thiết bị giám sát hành trình và phụ hiệu xe tải theo lộ trình đã được quy định đối với xe tải trên 10 tấn và từ là 7 tấn đến dưới 10 tấn. Và kế tiếp cái vấn đề thứ tư đó là kiểm tra nhắc nhở các bến khách ngang sông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa lũ năm 2016. Làm sao trong cái mùa lũ các bến khách ngang sông phải được an toàn và không có tai nạn giao thông xảy ra. Cái thứ sáu đó là tiếp tục hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường theo kế hoạch 19 của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời phối hợp là trực điều tiết giao thông trong các ngày trọng điểm thứ bảy và chủ nhật hàng tuần và tổ chức phối hợp lực lượng điều tiết để cho đơn vị thi công sửa chữa cầu vượt dọc. Thì đó là một số cái nhiệm vụ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm mà đội thanh tra giao thông số 4 sẽ tổ chức triển khai thực hiện. Với cái biện pháp này hy vọng rằng 6 tháng cuối năm trên địa bàn huyện Châu Phú sẽ thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, sẽ kéo giảm được tai nạn giao thông theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.